Từ ngôi chùa Quảng Trạch, chiếc xe chở quà băng qua từng con đường làng, khúc quanh co để đến với bà con dân tộc khó khăn. Khoảng đất trống trong buôn hôm nay đông hơn thường lệ, bà con có mặt từ sớm vì biết chùa đến tặng quà. Mỗi phần quà gồm thực phẩm thiết yếu, giúp người dân đủ no ít nhất trong một tuần. Trong có mùa dịch, bà con chúng ta mới vừa có giãn cách, cho nên bà con gặp nhiều khó khăn. Thì nhóm anh chị sĩ ở miền Tâm đã chung tay chia sẻ cho các cụ, chúc cho các cụ được nhiều sức khỏe và chung tay để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 để ổn định đời sống. Với thông điệp cho đi là còn mãi, gần 400 phần quà được chùa Quảng Trạch kết hợp nhóm thiện nguyện Nhất Tâm US phân bổ và trao đến 6 xã, buôn trong huyện Lắc. Để đảm bảo an toàn, người dân đến nhận quà đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Mỗi người một chiếc gùi, ai nấy đều vui vẻ bởi quà đầy ắp trên lưng. Nặng không? Hả? Đi cẩn thận nha. Có gùi được không? Được không? Đi được. Không quản ngại đường xá xa xôi, ở đâu cần là chư tăng và Phật tử chùa Quảng Trạch có mặt. Vượt lên trên giá trị vật chất, đó còn là món quà tinh thần, thể hiện sự quan tâm đến đồng bào dân tộc nơi đại ngàn này.